Đây là hình ảnh những vị ân nhân, hoàn cảnh khó khăn tại Bến Tre và Trà Vinh, mà những năm vừa qua Thượng tọa Thích Thiện Tài đã có dịp giúp đỡ. Thời gian qua vì bận bịu nhiều công việc nên chưa có dịp trình bày, nhân cơ hội này kính gửi đến quý vị cùng xem. Các cô, các anh, các chị hôm nay, thì hôm nay nhân chuyến từ thiện của thầy Tài về nơi tỉnh Bến Tre, thầy cũng đại diện cho thầy, thầy cũng tới đây cũng đại diện mấy anh chị em đây, có anh Trí, chị Trần Nguyên, anh Kiệt, Minh Thiện, chị con cũng xin đại diện cho thầy. Thì trước tiên cũng gửi lời thăm hỏi các cô, những người đã từng có công khi thầy Tài đã về ở mái chùa Linh Sơn, từ lúc mà dột nát tới nay ngôi chùa đã tương đối khang trang, thì thầy cũng xa quê, hôm nay nhân có chuyến thực hiện ở đây thì thầy cũng gửi đại diện anh chị em tới đây. Trước tiên thăm hỏi các cô thì ở xa thì không có gì, thì thầy xin biếu các cụ, thì mỗi cụ một vài hộp sữa uống để có sức khỏe, để cũng là cái tình nghĩa của thầy luôn luôn lúc nào cũng nhớ về quê nhà, cũng nhớ về tất cả các phật tử ở nơi cái mái chùa Linh Sơn. Nhưng mà riêng các cụ thì nói chung là nó cũng hơi đông, nhưng mà thầy cũng ưu tiên cho các cụ là lớn tuổi. Thế nên hôm nay thầy xin giới thiệu có cô đây là cô em ghi hình nè, cô đây là cô Diệu Thông, cô Diệu Thắng, Diệu Thường, Diệu Quả và cô Diệu Đức ha. Thì bây giờ ở đây anh Kiệt sẽ đại diện trao cho cụ này một cái nha. Rồi bây giờ còn cái hộp nào này mình Minh Thiện chưa đưa phải không? Thầy đưa đi, thầy qua cho có người này kia đó, cho nó vui rồi các cụ ngồi xuống đi. Nha. Rồi bây giờ thì một lần nữa cũng như là chúc sức khỏe các cô ha. Rồi giờ chúng ta dọn tay. Bây giờ cũng chỉ xin giới thiệu với bên chị nha, là những người này là nói chung là những người phật tử của chùa thì thôi, chứ còn không phải là trong danh sách tránh các loại bên kia. Trong chùa là bên chùa bên chùa. Rồi bây giờ xin các anh nào có máy chụp hình đó, bây giờ mình cây không để cho quý cô xích ra xí. 1 2 3 cái nữa nè, 1 2 3 Chặt hết đi. Cái này còn không được.
chị. À, để có cái rồi để cửa lên. Đã biết có làm. Để giờ sớm hết năm bao gạo. À, giờ để đây nè. Đó. Rồi các cậu ơi thì nhìn lên nó xà lát hơn. Mà mình biết mà nó có để thầy nó bao gạo nữa. Gì vậy? Rồi. Không có rồi xuống có đây. Không dạ mà không phải vậy. Đây. Cụ nào cụ đó. Cụ kia kia. Cụ bạn này. Đó. Bạn này cụ cụ này. Cái này của bà gì? Bà này lát sẽ tới nhà. Cái này cụ để cái này cụ này. Có cái sữa. Cái bà này còn trẻ mà không sữa. Nếu ở chơi còn nếu mà gặp như có chuyện gì thì chúng tới nhà con rồi chút xíu nha. Khoảng dạ 45 phút nữa tới cô Kiên á. Dạ dạ con biết rồi. Dạ. Đâu có là đang đi hơn là đi Bến Tre. Tối về chiều về tới. Đâu ai nghe tên mà dạ. Tụi đâu ai nghe tên nhà. Bây giờ mình thấy biết liền rồi đi. Rồi chị. Rồi. Nói con. Thôi được rồi. Đâu có gì đâu mà bệnh mà con ở nước cũ hết cái cầu luôn bà nhà. Thôi thôi. Rồi chị tới chị. Không có. Đấy là. Dạ dạ đây. Đây luôn. Dạ đây luôn. Có chưa về rồi này không? Dạ. Rồi, cậu xuống ngồi nào đây. Dạ con muốn xuống nãy. Giờ đại diện cho thầy ha. Cũng tới thăm sức khỏe à cô. Cái này cũng biếu cô à sữa đi uống cho có sức khỏe ngồi đó cô. Đứng về rồi. Cái này là của cô thầy. Rồi. Còn cái đây có cái chị chân kia cái nhóm chị cũng gửi ra cho cô cái này ha. Dạ. 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 Ngồi đây đi. Ngồi đây đi. Ngồi đây đi. Hai bà ngồi đây coi. Rồi vô đây làm tấm đi. Rồi ơi, ca cả nó. Vô đây chị này vô đây nè. Đó, mình anh kiểu can trí hả? Rồi rồi ngồi đây nè bà. Ha. Vô luôn đi em. Vô luôn. Vô luôn. Rồi. Em vô. Rồi nhóm nhóm. Rồi, 1, 2, 3. Cái nữa nha. 1, 2, 3. Rồi. Thôi đó lẽ là tôi nói chuyện lâu nhưng mà tại còn công tác nó nhiều. Nhưng công tác thì thầy xin phép nha. Nói đại diện với nhau. Rồi, vậy nha. Rồi, vậy nha.
cái tảng kiều hồi đi lên Chợ Gãy, cái đi lên Chợ Gãy, Chợ Gãy cái diễn quan đó, cái mấy ngõ, từ ngõ cái gì vậy, dạ, ngõ từ ra đó, dạ, ngõ rồi, cắt nó gân nữa trơn rồi, cắt làm trơn này rồi, cái làm lại cái gì sao cũng khác, có gì khác lại vô bất chấp, là tỷ. Lúc nào nhiều tuổi? Vô đây con. Dạ nữa, dạ bớt nhưng mà vẫn biết cái trang này. Cũng đi được, cũng đi tới luôn được. À cũng đi được. Dạ. Chị xin lỗi cho khuôn mặt bị. Dạ, khuôn mặt bị sơ luôn vậy. Tiêu hết con mắt. Con mắt cái lượng vàng. Vậy cũng sạp tị, cũng vô quá chất rồi mà cũng sao không? Dạ bà rồi, nó bác sĩ nói mình là bệnh gì? Mình nhổ răng nguy hiểm. Đó là bị nguyên do trước đây là mình nhổ răng. Dạ không có nhổ, không có nhổ răng, nổi nó răng chút xíu thôi. Rồi đi khám chứ không có nhổ, rồi lên đảnh thì tự bác sĩ vô đau mổ, bác sĩ chắc đâu biết, chồng thấy có chén xíu mà tưởng không gì, ai hờ nó vô trong mổ ra rồi em thấy hết biết rồi, trong ăn còn cắt nó răng được trơn, mình đâu có biết. Thôi đi thôi, đó bà chủ nhà khỏi ghế rồi ngồi đi, khỏi gì nữa, vô người làm công việc cái đi ra khỏi ghế làm gì hết, khỏi đứng đây để làm còn nhìn nơi đó, để tí máy nè tí ơi, rồi cái này là chặt con lấy ghế con đâu có chơi đâu rồi cha, con qua đây, kính thưa cô Kiên, ở đây là hội chữ thập đỏ ở địa phương. Kính thưa, đây là vợ của ông Lê Văn Châu, bệnh nhân mà Thanh Tan. Toàn thể chúng ta đi thăm viếng. Thì hôm nay thì mời quý cô ngồi ha, cho mình giới thiệu được rồi ha. Thanh Tan ơi. Thì kêu nó nha, chị hiểu không? Tan ơi. Từ thiện bố thí. Đây cũng là một pháp môn tu để nuôi dưỡng tấm lòng từ bi của con nhà Phật. Đó là một cái đạo hạnh cũng hàng Bồ Tát. Hôm nay thì qua sự giới thiệu hiểu biết của cô Kiên chữ thập đỏ địa phương cũng như chị Úc Hoàng, thì thượng tọa Thích Thiện Tài ở nơi xa đã lên Facebook là Thiện Dương Chân Lý, cũng có vận động cho gia đình chị có tiền, tổng số tiền mà đoàn sẽ biếu chị thì gồm trước mắt là gồm có em chụp cái này cho chị có đi đạt thôi, bấm cái rượu chụp đi, chị đi ra, chị đứng xích vô, chị đứng xích vô quay đây rồi, giống như tam kìa, có không giảm được tao tiền đồng quay xe nghe vui không, anh kéo cái vỏ giùm em. Rồi cũng giúp đỡ cho chị
tổng số tiền mà vận động cho chị là gồm có bên thầy Thiện Tài, chị đây là gồm có là 55 triệu, ở đây là 40 triệu, nói chung là tổng đoàn đoàn của thầy ở trên cái Facebook Điện Như Chân Lý đó. Ngoài ra cũng có các Phật tử ở đây họ cũng gửi chị ủng hộ. Thì tới đây trước tiên cũng thăm hỏi gia đình chị, cũng của ít lòng nhiều, cũng góp phần trong công việc thuốc men cho anh nhà, thì cũng không gì hơn. Thì thay mặt toàn thể trong đoàn thì kính chúc sức khỏe và cũng cầu nguyện anh trên gia hộ cho bệnh tình của anh gặp thầy thuốc và được tốt đẹp. Thì cũng trong thời gian bệnh thì khó khăn và giúp đỡ tí, nói chung là của ít lòng nhiều, cái tấm lòng của toàn thể đối với gia đình chị đó. Cái qua cái Facebook của thầy ở đây đó, thì chị vận động thì tới đây thì hiện đây là xin là tạm dừng, không kêu gọi gì bất cứ gì về toàn thể nào, cá nhân nào. Nếu mà người nào có kêu gọi có gì hết thì là chúng tôi cũng không có chịu trách nhiệm, có đây là riêng đoàn thể nào thôi. Và bây giờ chúng tôi chỉ vận động cho chị tới mức này trong cái khả năng của đoàn. Rồi nếu mà người nào mà mượn danh hiệu này vận động nữa mà không đưa chị đó là mãi muốn chúng tôi không được. Có chị bị tập đỏ chúng tôi đây nha. Có nhiều khi tập mượn nhân dân này đây thấy anh Hùng Hoàng ơi có kêu quả thêm gì đó. Bắt đầu từ ngày nay Facebook sẽ gỡ xuống hết mà chỉ là để lên cái lời cảm tạ. Giờ chị nhận tiền ra xong rồi cho giao thông anh. Có một người đó là phải đây ý của thầy em như bữa chị nói ý của thầy có điện về. Thầy nói là cái tiền này là để giúp cho người bệnh là suốt là mà cứ một tháng là chi cho tiền sữa với tiền thuốc. Ưu tiên cho người bệnh. Là giao cho gia đình vô thẻ ATM mà con có để gõ trong đây hả? Cái này là con có để gõ trong đây hết. Cái này là của thầy Thiện Tài. Trên cái Facebook Thiện Dương Chân Lý ha. Vận động cho gia đình chị. Các nơi cũng mời mừng đi. Hai lời kêu gọi trong Facebook đó. Thầy ha. Cần là cho nó rồi, giờ nó xin còn đi mượn mướn cái phần lao động để cho ta cho nó. Rồi để nó ăn của nó, còn cái này là cho cha nó thôi. Rồi xin mời bà thông tí ha. Quý quý vị bà thăm tí đi. Dạ. Cảm ơn hết. Rồi rồi. Rồi vậy nha. Cái này là cái giá này trong bữa này nha. Không nhận tiền của ai nữa hết, là không còn gạt lại tài trợ đủ một năm luôn, thứ tư ta giao. Bởi vì bắt đầu từ ngày nay là không nhận tiền nữa. Không nhận gì hết mà thứ tư này ta đem lên là mình nhận, cái đó là của chị hai. Tại này, mấy anh chưa dập không giờ vậy? Không nhận tiền của ai nữa, bất cứ ai lại quay tiền cũng không cho. Nói là bao nhiêu đó đủ cho cha tôi còn sức lao động. Ha, tôi phải nói nha, chứ để người ta mượn người ta này kia nọ. Cũng như là xin cho mượn người thôi. Với người thì khả năng người thì khá 1 triệu. Tiền sữa thì 1 triệu 7, tiền đứng 1 triệu. Chị đã tính toán không có sẵn cho tôi hết rồi. Là 55 triệu này kéo dài đi cũng được 1 năm. Rồi bông gòn mấy lần ta tài trợ 1 năm luôn, chị đưa 1 lượt luôn. Cái này là uống sữa. Ủa nó sữa hả? Xài đủ 1 năm chị. Xài vô cái chai đó đó chị. Mình quay xa xa ra chút chị. Quay xa tí. Bị gần quá nó bị gỡ cái bút hoài. Sợ á. Đúng rồi. Mấy lần em đăng không được. Đăng không được, nó bị gỡ cái bút. Cái lúc cái thì mà có cái xa á, thầy lấy cái nào thầy lấy vậy? Quay xa ra tí. Điên xa xa. Quay ra xa qua, sớt qua là được rồi. Chứ để thôi kiểu như sợ, người ta sợ. Quay lên là nay là cũng một chấm điều không. Bài viết của thầy là về em bé này đó nha, nó làm là thầy viết. Thầy có một cái gì đó sơ sơ. Nếu mà ngừng cái chỗ ông hiệu nó ghé đó, ghé đó phải đi ông đa vô khúc rồi phải lội bộ vô nhà, cái nhà không có đường đi đó. Rồi mình nói mình đi thẳng lên Trà Lách, mình quẹo xuống nhà của nhỏ rồi, rồi. Cho có tiền nhận 12 nha. Để gửi cho cháu nội cháu ngoại mà thôi, để cho ổng luôn. Thôi, bé nhỏ không được đi. Nghe hết hồn liền hả con? Cảm ơn. Con.
bây giờ còn hai ba chị đuôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Kính bạch Chư Tôn Thành Đức, kính thưa các đồng tử ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Đồng Nai và mấy cụ tại chùa Phước Long. Kính thưa, hôm nay thì vì có những phần quà này thì đại đức thầy đại đức Thiện Tài cũng là sư huynh Cố Thành, cũng là sư phụ của thầy Quảng Tâm ở Mỹ, thì nhớ mấy cụ hôm nay thì thầy có gửi gì ạ? 10 phần quà cho mấy cụ ở đây, trong đó thì mỗi một phần quà thì giá 300.000. Còn cái gạo trên này 20kg này là của cô Diệu Long, cũng có bên Mỹ, cô mới vừa tham quan ở chùa đây thì cô hiếu mỗi cụ 20kg gạo nữa. Thì hôm nay đoàn đi thì nó có Phật tử chánh nhân Linh Thiện, thì con chánh nhân có nói không? Dạ dạ. Thứ nhất thì cái gì quà cũng nói chứ. Dạ. Ở đây đây là bà cụ thân mẫu của sư phụ hòa thượng trước trụ trì, cũng là sư phụ của hiện tại luôn. Dạ, một phật đó là bà cụ. Thì tại biến bà cụ một bộ thơ với một hộp sữa tinh xua. Dạ. Phải không? Vậy thì vì đám cụ vậy mỗi một bạn tự biết nghe. Tên này á thì đây là đường với mì hả? Tên là gì? Với gạo này là của thầy Tài nhé. Với một con thơ là 100.000 hết rồi đấy. Có 100.000. Còn 20 cái gạo này thì của cô Diệu Lộc, cô có bên Mỹ. Dạ, cô Phật. Dạ. Bà khỏi, bà khỏi rồi. Dạ. Còn hai cụ thì một cụ bị bệnh, hai cụ bị bệnh. Bệnh tay không thôi. Bây giờ Phật Tử Thành cũng theo lời quý Phật tử tại địa phương, thứ nhất là tri ân sư huynh cũng như là đức Thích Thiện Tài cũng trịnh trọng mà thượng huynh ở bên Mỹ đây rất mừng hồn hòa cho bà con tại đây, cũng là cảm ơn toàn thể Phật tử như chánh nhân Minh Thiện quý Phật tử đi trong tòa cũng đời cảm và đã đi lên giáo pháp những hồn hòa cho thầy cụ đây với tất cả tất cả những quý vị sức khỏe dồi dào. Thân tâm an lạc, hạ lưu sống trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Phật. Rồi. Mỗi người vậy thì người ta kêu vô không đỡ là ta là tâm đô đó nha.
thiệt. Thiệt Long Khánh quên rồi hả? Rồi lãnh rồi. Lãnh rồi. Thiệt, thằng thiệt chứ con ai đâu, thiệt còn quên hả? Đây, đây bánh nè. Ba là Nguyễn Thạnh nè, Nguyễn Thạnh ba đâu? Biết Hòa Thượng Thiện Tâm không? Hòa Thượng Thiện Tâm. Đó, rồi thâu đi. Lành ha, rồi. Lành một cây. Thương ổng lắm. Thương ổng lắm. Thương ổng lắm. Rồi bây giờ ổng gửi quà về cho ba. Ổng ở nước ngoài. Đó, đúng rồi. Quà đó. Đúng rồi, Hòa Thượng Thiện Tâm á. Ở nước ngoài, đúng rồi. Quay cái mặt cho ông quét nha. Quét mặt ra. Sao ông kêu ông về chơi? Rồi bây giờ ông chưa về được. Để em quay làm sao có chuyện. Nói gì nói nghe rồi, nói được rồi. Cái này là của Hòa Thượng Thiện Tâm gửi biếu bà. Ừ. Biếu đồ thì đúng lấy. Không có. Thượng ở xa. Ông nói nhớ, nhớ bà hai đó. Thượng nói cũng là được rồi. Có thầy tài chút rồi chúng ta biết thầy tài không? Biết là biết thầy tài không? Dạ rồi có sao? À, có thầy tài chúng ta chút định trong đó nữa. Còn nữa anh chắc. Qua ở một chỗ hả? À? Gần không? Gần thì cũng gần đi. Ở Canada. Rồi, dạ. Rồi, Mỹ. Rồi bây giờ bà cụ vậy nha. Bây giờ cô Hoàng Thượng Tâm gửi bà. Rồi, đến đây chúng ta. Rồi. Nói là có Phật cho tôi. Phật nè. Nếu mà mấy người cho tiền mà biểu chứng nhận á, cái số tiền mà tùy ý bà. Tùy bà. Có cho bà chứng nhận là thức ăn. Thức ăn không có mắc nợ. Rồi vậy à. Thôi khỏe ha con đi. Vậy là cô Nguyên Thạnh. Thiệt, thiệt. Có nói gì Hòa Thượng không? Nói đi. Không gửi ra thăm thôi. Ờ, đây là bà Nguyên Thạnh. Nguyên Thạnh. À, Nguyên Thạnh nha. À. Ừ. Rồi. Hết nói Nguyên Thạnh nè. À, rồi, rồi, rồi. Anh rồi. Nhớ rồi. Rồi, rồi. Rồi, con có gì à? Rồi. Bây giờ ý bà. Con về luôn chú Lê. Dạ, giờ con đi mấy cô khác là con step nha. Lên tới ăn trường á, lên tới bà Long Hương à, lên bà Long Hương đi luôn hả? Ừ, đi luôn, chế đi luôn, nhưng mà nói điều kiện nghe được.
y mới điện cho tôi cái điện liền, thì y nói chừng nào tới, tôi nói qua tới còn mỗi cài nắm mới đại đi. À, rồi nè, y đợi, y nói nếu mà đi tới xã An Trường á, gần vô tới thì điện cho y ra đón. Cái số này nghe nói anh Triền nè. Rồi, bây giờ đây cô, cậu bạn gái rồi. Cô hai. Mình thấy Rồi. Rồi bây giờ cô mấy cô nấp nhắc coi thầy tài ý thì nói là mấy cô nói lên tên mình sao gì cái lâu này quá thì giới thiệu hai nói đây là giới thiệu như này nói thầy ơi thầy lâu quá rồi không có về Việt Nam con nhớ thầy cứ nói bình thường đi cô này giới thiệu đi cô này cô gì tên gì đây cái này cô Sáu cô Sáu đây cô hai con bà năm cô để con nghe con bà cô út cô út Tư Vinh bây giờ để con kính lại thăm thầy con là Tư Vinh Tư Vinh và Tư Vinh là Vũ Huệ ở trường Nhân Pháp thì biết con mà đó cái chia gia tài với sư công người kia đó là cô giáo trẻ là con đó già là Lâm Hương dạ Liên Bí á. Rồi, giờ con đang khó bài câu đây. Dạ, bây giờ con cũng... Tên gì nói sơ cho nên nhắc. Dạ, sẵn con kính chúc thầy. Con dịp mai về đây, về Việt Nam chơi. Lâu quá, mấy chục năm rồi, con nhớ thầy quá. Rồi, thì nói cho thầy biết là... Cảm ơn thầy, con ở gần chùa, chắc thầy cũng còn nhớ. Con cũng mong mỏi cho thầy về Việt Nam một lần. Tên luôn. Con là cô Sáu. Vậy được con, dạ. Ba phần quà của Úng Nội với... Tụi con cũng đại diện đi. Để đại diện cho đi. Cái này à? Đại diện cho ai? Diệu Thanh với Diệu Minh hả? Bây giờ con cũng đại diện cho Diệu Thanh, Diệu Minh thì Diệu Thanh đi tu rồi, mặt mát rồi, chưa có gì. Có Diệu Minh. Bây giờ con đại diện con bán tiền. Được con hai mặt con thầy tử, Vinh cảm niệm con đức thầy, chúc thầy có nhiều sức khỏe. Giờ thầy về Việt Nam để cho tụi con được diễn sinh nhanh thầy. Con nghĩ thầy thân thầy với thầy điện tài. Rất cảm ơn. Thầy rời nổi đây là ba mấy năm rồi đó. Đúng Hoàng là 39 tuổi. Ông đi qua bển rồi. Chắc mình qua đây là bển tuổi rồi. Tôi biết. Tôi biết tụi mình đó. Cái này là xứng vậy đó. Bây giờ. Rồi bây giờ con gửi ca. Cái bên này tôi không được dê nhà. Có ba cô là cô Diệu Thanh nè, cô Diệu Minh nè, cô Út phải không? Cô Út đưa cho này. Cô Út là trong ba cô này phải đang đi tu học. Nên bây giờ nhờ quý cô đưa lại ha. Cô nói là cô Hòa Thượng Thiện Tâm gửi ha. Gửi tặng cho anh nha rồi. Ba cô đang tu học. Bây giờ đi qua bên nhà cô Bảy. Đi qua bên nhà. Bây giờ khỏi rồi, bây giờ cắt đây. Biết rồi nhưng mà vẫn quay qua. Rồi cái này tôi thăm cắt vô đây đi. Rồi bây giờ mình đi qua thằng cô Bảy. Này cắt cái này để cắt cái này nữa. Cắt cái này nữa. Đây lâu dữ mới thấy mặt lùn của Vinh. Cô nó chạy. Cô mà kia hả? Khỏi khỏi nước đi con hai ơi. Đây à. Ôi. Khỏe không? Con biết Thầy lại đó mà thầy là ông vậy mừng quá trời. Rồi. Rồi. Mình đi rồi. 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 Rồi.
có nãy giờ đi lên chưa? Đi lên ra. Nãy không đi luôn mà, ngồi đi lên. Được rồi chị ơi, khỏi khỏi. Đi mua năm cái đi chăng đi. Làm đi đệ tử của ông tài mấy chục năm rồi đó, đào cái đào vô. Bây giờ nghe người đâu có tâm làm bạn đến thăm ba vậy. Đi làm vậy không có đi này đây chứ không lâu buồn cái ngày nào đâu tâm thăm không phải. Không biết có ba lần nữa thôi á. Ta đi vô đường mà không đến. Đi được bây giờ xá con nuôi vậy đỡ rồi đó. Má ở với em, con thì mắt đi còn đi làm gì nữa vậy? Có hòa thượng Thiện Tâm ở Túc Viện, hai người Tài với lại thầy Thiên Tài, hòa thượng Thiện Tâm là chánh, thầy Tài là phụ, thầy cũng gửi biếu bà. Cái này hòa thượng đó nè, chung với nào là của tháng nào con, có cái phần này kệ phần của con này rồi để sao để biểu thì tám con đó nó không mà biểu thì được thôi. Còn gì có chuyện lâu lắm mà không thăm ba mình đi đâu vậy? Em đừng tánh còn qua sao đem qua được lâu lắm mà không thăm ba đâu trời ơi. Bây giờ bà có nói một cái câu gì với hòa thượng thì bà nói đi, người ta ghi đó tặng cho mấy nói con nói gì hòa thượng đó. Bà có nói gì đó đi. Đây nè mấy cô này nè, Thiện Tâm à. À dạ. À, đây cô nói đi, cô nói bình thường đi. Ghi âm của à đó vô ảo đó. Để rồi thăm hòa thượng Thiện Tâm. Tâm. Đó rồi. Được mạnh khỏe. Đó. Cung kính lắm. Đó. Và cái này bà nữa. Rồi. Rồi cái này qua của ông. Nói là được rồi, giờ tốt rồi. Rồi khỏe mọi người. Bây giờ đi ra Bồ Tát Long Hương nè. Nói mấy câu gặp Bồ Tát Thiên Hương nữa. Bồ Tát Thiên Hương, tôi dắt đi lên trên cầu lắm. Vậy ông ta, ông ta mới được. Trời ơi, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi. Bả giờ phải về quê quê luôn nha. Quê nữa, quê ở luôn. Đừng nói quê quá đi bà. Nhớ thầy Thiên Tâm không? Nhớ. Nhớ thầy phải không? Nhớ thầy. Tôi cũng về thăm thầy á. Mạnh khỏe, tôi kinh lắm nha. Không nói đâu, nhưng mà chừng nào thầy về Việt Nam. Bình nữa. Chừng nào thầy về Việt Nam. Tôi đi thăm thầy. Thầy đi tài đi quá thở luôn rồi. Trời dạ, ở Mỹ rồi, lúc qua bệnh được rồi đó. Dạ, đi thăm ở bệnh. Có gì đi chứ chồng. Chồng tặng quá là gì, cho trong tiền, nó chán không chứ nữa. Mấy thầy tôi nói là hồi xưa ở đây thì ở đây cũng có công có lao có đại cái phụng hộ tinh thần vật chất hồi xưa tới giờ bây giờ tôi nhớ tới các cụ đó đó tôi đem mà được mới nhớ các cụ nhưng bây giờ tôi ngủ nhà tôi nhà là tôi đây để này cảm ơn chị chắc lòng về đó. Nói về ba kìa là ngồi giấy. Cảm ơn chị. Chúa là chồng tôi, là nhà của tôi, nhà má bên kia. Thì má nào má gì đây. Xin phép nha, con xin phép về. Má ở đây với con. Xin phép nha. Không kìa, chứ không tính nghe. Không thấy không kìa. Tôi thấy người nãy mình nói mình là không tôi thấy người nãy mình quên đó. Mẹ đó là cách nhà nước đó bà Bảy. Dạ dạ. Nó vô nó xe đất. Bà đó, bà Bảy mấy chục năm rồi đó. Hai mấy là ba chục năm. Năm chín nha. Cho nhỏ mày gọi điện nha. Em nói gọi điện nha. Cái này hả? Lâu rồi ra. Ai? Cái này vậy?
mỗi lần thấy bả mèo nghèo lắm, má ai thấy ngồi đĩa chứ không có được gì đâu. Lúc này trắng trẻo, có đầu tiên thôi à. Mấy mười mấy năm rồi không có qua chùa Long Thánh à. Từ ngày bả như năm biết qua đi thôi. Có 60 năm rồi đó. Mà không qua chùa chứ cứ ngồi thiền tu hoài à, không không bỏ tu đâu. Ngồi thiền niệm Phật, không là niệm Phật không bao giờ biết không chống nghĩ đi tìm gì đó đâu nha. Ở nhà có niệm Phật. À, cho anh ấy bây giờ. Chỗ gần chỗ nó xe. Rồi, bây giờ lấy con ra bỏ vô. Khỏi con ao đi làm gì đi sợ, bây giờ đưa cho rồi ngồi ngoài đi, ngồi ngoài cũng được. Ngoài, ngoài cho mát đi. Rồi rồi cho mát. Dạ. Má chân vô đi nè. Được rồi, má chân xuống vô đi nè. Dạ. Vô đi. Dạ được rồi cô. Mày vô đây đi mà. Cái chỗ ngồi đi cô. Đó, vô ngồi đi tới đây này nè. Ừ. Nói ông biết, ông biết chú mà. Ông biết mà. Biếu ăn chút nhưng đạt không chút. Rồi đây. Rồi lấy nắng. Đây, đây chưa? Đó, nó nói nó là nó rồi kìa. Nói gì giờ? Bây giờ đây xin giới thiệu đây là chú Nhất đó. Rồi chú có đôi lời đối với hòa thượng đi. Đây là hòa thượng thì hôm nay thì cũng có phải đò đến gia đình để thăm gia đình thì đại diện cho hòa thượng, đại diện cho hòa thượng rồi có gửi chút quà. Thì con cũng xin cảm ơn thầy có lòng tưởng nhớ đến những người quen biết ở ở quê mình á. Xin chúc thầy được dồi dào sức khỏe tinh tấn. Ông tài nhắc chú hoài đó. Dạ, với xin chúc sức khỏe của thầy Tài. Thầy Tài cũng lâu quá không có gặp. Dạ. Dạ xin cảm ơn. Dạ rồi. Ở ghé anh chú lắm, đi về đi qua Hòa Long Hương. Bây giờ phải gặp Hòa Long Hương mới được. Hòa Thượng Tâm nói phải gặp Hòa Long Hương mới được. Thôi đi tới Trần Long. Thôi giờ đi nhanh nhanh. Đi thăm. Đi thăm. Đi thăm. Đi thăm. Đi thăm. Ông rồi giới đi đó. Ông nói cho ông. Nhớ về đó. Thôi được rồi. Bà ngồi đi được rồi để đứng nói chuyện được rồi. Nói gì. Chị ngồi đi. Chị hai ngồi đi. Chị ngồi đi. Ngồi xuống đi đi nói chuyện. Nghe nó chạy xuống đón nè. Ôi tôi Long Hương đâu? Tát Long Hương đâu kìa. Trời đó. Để chụp hình với bà Bồ Tát mới được. Trời ơi, mới rồi. Bồ Tát nè. Đó là Bồ Tát thiệt đó. Thiệt mà. Đây là Bồ Tát thiệt là ghi mấy chữ giùm coi Hòa Thượng Thiên Tâm gửi cho anh Tâm đô. Mà nó đổi thì Hòa Thượng Thiên Tâm. Trời Thiên Tâm á chị Đông Hương. Hòa Thượng Thiên Tâm á mày biết rồi đó. Thiên Tâm hả? Đúng rồi. Trời ơi, không có mình xin đâu đó hả? Đúng. Trời. Là 2.3 là đổi ra từ Việt Nam rồi là 2.3, chia đủ 2.3 đổi thành 2.3 luôn. Trời đất. Trời ơi, sướng quá trời. Cho cái này nữa. Cho này nữa nè, cho quà, cho bánh, bánh này là để cho chú Kiên cây, cho người cây và hai Long Hương người ngồi đấy đi ăn đâu hết đâu, ăn nhiều mẹ chú đừng chết à. Chị hai ngồi đi, chị hai ngồi đi, hai ngồi đi, chụp cho cái rồi ông Tài mới nhớ là... Ông Tài quay qua bên này. Kìa phải chụp, trời ơi, khăn hoàng đổi, để... Đó, đây nè. Vô chơi em. Đây, cầm đi. À, ngồi đi lên ngồi chút. Đó. Đó, để là cho Long Hương thấy, cho bạn thấy, Hòa Thượng biết. À, quan trọng, Hòa Thượng nói á. Cô giáo nè, cô giáo già, cô giáo trẻ. Hòa Thượng nói á, phải gặp Long Hương mới được, để nói với Long Hương chết rồi. Vậy hả? Trời ơi. Có gì cũng cho cô với kia hay chứ, đâu có... Rồi, giờ bà có nói gì với Hòa Thượng bà? Cứ ngồi nói đi. Rồi, giờ bà nói đi. Nói với Hòa Thượng thiện tâm không? Đó.
Bây giờ tôi gửi lời thăm về thượng mạnh giỏi. Cái thiện tài nữa đó, thiện tài nữa, trong này có thiện tài nữa nè. Thiện tài nữa hả? Thiện tài cũng ở bển luôn. Đúng. Trời ơi, lâu quá không phải gặp con thiện tài. Rồi bà, cái nói tiếp đi. Cái nói hoàng thượng gì, cái nói đi. Cháu, tôi cũng cháu luôn. Thì thăm biết là hòa thượng mạnh giỏi là tôi mừng rồi chứ còn gì nữa. Rồi. Nhưng mà nếu mà hòa thượng còn mẹ con là cháu dâu rồi, rồi rồi hồi sáng cái cô về với chùa đó điện nếu hòa thượng có khỏe số điện thoại của hòa thượng về Long Khánh thăm Phật tử phải không, mấy người Phật tử người nào cũng mến hết trơn á vậy đó. Rồi, à, khỏe quá ha. À, cốc ngon lành nữa ha. Trời ơi, mà có chút xíu rác rồi, về bị tuổi đó hả? Nè, về bị tuổi đi dành đó hả? À, để chụm đó. Còn nấu cơm ăn được, khỏe quá rồi. Trời ơi, không ai nấu, phải nấu. Không ai nấu ăn, té nước ôm nó xin. Nấu nước tắm. Để nấu nước tắm. Mà thấy gì chứ, thà là làm chứ không ăn là thương. Ông đó ông đâu có chịu chơi đây, kêu ở dưới đâu không chịu. Nói gì này. Ở gần chùa xuống tới mộ à, có chùa bạn nhỏ đâu có xuống đó vậy đây. Con hôm qua đâu con nhỏ mà cháu ra đâu là ai ờ nó nói à, về bệnh nó nuôi chết nó lo ai cũng nói trời ơi cháu với ông đại thầy hơn dạ, con ở trên bên phải về về chùa chùa bồ chùa Long Khánh thì chơi gì đây nè con chả có gì luôn phải cô ở dưới Long Khánh mới biết chuyện con nè con làm hùng nè là chị hai rồi tê cũng lại gần đó mà tê ở đằng kia xe đó nghe hồi xưa chị của anh thì dạy học rồi tê đây tôi trẻ rồi chị tôi giá già tôi này giá trẻ mấy cô mới tục nhớ sao số điện thoại của con đó liên lạc tại vì hai ở đó đó có bệnh hoạn điện con xuống rồi cái điện trực nhớ được lục số điện thoại của con mới điện liên lạc cho hay. Vậy là con qua đó mình đánh tới chồng của con nè. Cái lòng mà mấy ông đi lên để thăm thì cũng biết bà bốn đứa vậy. Có ảnh nãy đó. Dạ, ảnh hả? Chỉ đi thành phố, đi thành phố là mấy đứa con á. Bỏ ảnh với mình á. Nhà là đó đó hả? Ở đây vui chứ mát mẻ. Đó, đó đi thỉnh tượng Quan Âm gì cho bà đó, hình cho bà về bà cầu nguyện. Có bồ đàn, có đồ ngồi thiền mà hết, bây giờ ngồi cũng nổi. Nói nãy giờ nam ngồi dẫn thiền thẳng. Rồi. Bây giờ đãi gì giờ? Rồi gì giờ đi gì vậy trời về Sài Gòn. Về Sài Gòn. Vậy hả? Bây giờ luôn. Rồi em ra tới miền quê em đi về Trà Vinh. Bây giờ mấy ông bây giờ đãi nước ngọt cái gì. Thôi được rồi bà. Được rồi bà. Giờ có đãi dừa thêm á thì được mà thôi giờ này lo về rồi chị. Dạ lo chị ạ. Dạ có gì tụi mày cho hay nha. Rồi bây giờ tôi cảm ơn. Dạ cảm ơn. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn. Sách đây nè, bỏ. Ờ, sách đẹp. Dạ, thôi. Còn ăn bánh ngọt được không? Bây giờ, đây là gì đây dạ, ăn bánh được mà. Ăn được phải không? Được. Thôi, để lấy này cho cái ăn cho đã. Trời ơi, không đi cho ai đi. Để cho đây cho mà, cũng cho cháu và. Rồi. Này cho hai chồng này một cái đi. À thì cho bên kia một cái nữa. Này này cho hai chồng người này biết ra không? Rồi ở dưới cho hai chồng. Cho hai chồng. Cho hai chồng. Cho hai chồng. Cho hai đúng rồi bồ tát mà bồ tát văn hương mà chưa có giờ đây đi ra chỗ ta đó rồi thôi con dạy chồng ông và chồng đi một hồi lên chùa đó rồi đó ông ba chết hết trơn thôi đi vô chùa lẽ cho con cháu thì chết làm gì thôi đưa cho tiền hết cũng được đó mày lắm đi thôi lắm nha ở bển hòa thượng thiện tâm có nhắc cùng này không có phải nên phải qua cái bãi đi kỳ mỏng nha thôi đi về hai mấy mổ mắt thằng ta bên đây chị em có lên được lên mà chưa về rồi về rồi hả mấy đứa đây về ha lâu lâu có gì tin tức thôi tôi để đứng trời ơi phải tới thành phố xa quá dễ sợ không biết đường nó đâu mà có lòng mà đâu cũng đến đâu cũng tới được hết phát nguyện niệm phật rồi hồi nó sám hối tại sám hối chị sám hối.
À, mình từ xưa đã tạo báo nghiệp bởi vô thị tham sân si, từ thân nghĩ mà sinh ra tất cả mới sinh sám hối. Chị phát nguyện chị niệm Phật rồi về Tây Phương rồi sám hối. Long Khánh đây là Phương Giám em đang tu bây giờ em có đánh Duyên Nhi đi tu. Em sinh hoạt nói chiều em tu với Chủ Nhật là xuống với bà Dưỡng Lão. Thứ bảy thì chỉ nhân đạo. Chủ Nhật là cho cơm, con viên nết với người già. Thứ hai cho trái, thứ ba cho cơm. Rồi, sức khỏe. Rồi sao? Cảm ơn nha. Ờ, dạ, thiệt thôi bữa, chứ gì vậy bữa mời trăm bàn mời cô ăn trong bàn luôn để một bàn không có 500 đô thì ở Sài Gòn luôn đấy con rồi là nó vậy.